Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Russia và đội tuyển đảo Síp. Đây là trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 và sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì đội tuyển Russia sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển đảo Síp với mức kèo là một trái. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,75 và tăng 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của đội tuyển Russia và đội tuyển đảo Síp thì Russia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước đội tuyển đảo Síp. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Russia thì Russia thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển đảo Síp thì đảo Síp toàn thua cả 5. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển đảo Síp được chấp một trái hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại đội tuyển Russia thì một lần nữa đội tuyển đảo Síp bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Russia thì mình thấy là đảo Síp họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là chúng ta lựa chọn đảo Síp được chấp một trái, thì nếu có để thất bại trước Russia với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn đội tuyển đảo Síp chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian gần đây thì phong độ của Russia ở đấu trường vòng loại Euro thì cũng không mấy thật sự tốt. Và những lần đến làm khách trên sân của Russia trước đây thì mình thấy là cũng có một số trận đảo Síp thường có kết quả rất là tốt. Và trận đấu này biết đâu với đội hình có được đầy đủ lực lượng thì đảo Síp mới là những người giành chiến thắng một lần nữa thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo đảo Síp được chấp một trái hoặc là 1,25, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần nó cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Với lại là ở thời điểm hiện tại thì hai đội bóng này á, nó cũng đang có phong độ không tốt. Do đó trận cầu này là trận cầu khan hiếm bàn thắng. Có thể là hai đội sẽ cầm chừng nhau với tỷ số là hòa không đều, một đều hoặc là 1-0, nghiêng về cho đảo Síp là nhiều. Bạn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,25 hoặc là 2,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Do đó hiệp 1 với thực lực nó cũng không thua kém với đội chủ nhà, thì có thể là đảo Síp họ cũng sẽ không chịu thua Russia hiệp 1 đâu. Và biết đâu có thể là hiệp 1 đảo Síp mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn đảo Síp được chấp nha và đá nhẹ cái tài 0,75, còn không tin tưởng nữa thì cho qua. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn đảo Síp lựa mức kèo được chấp một trái 1,25 và đá nhẹ cái xỉu. Ở hiệp 1 thì chọn đảo Síp được chấp và đá tài 0,75 hiệp 1. Chúc anh em may mắn.